chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 sức khỏe là vàng dược thảo pls giúp quý vị sống vui sống khỏe sống trường thọ 189908319 princesslife.com học khu Huntington Beach Union High School District đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon. Bất cứ cỡ nào cũng chỉ chín chín xu tại McDonald's. phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái và đây là một bản tin cuối cùng của Nhi trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, con người của chúng ta mình hay tự sướng mình selfie, phì oh, ồ chứ không nói dùng chữ đó selfie, selfie thưa quý vị khi mình dịch ra tiếng việt mình dịch không kịp có những quý vị không thích những cái từ đó không, là em, em, bình thường mà ở việt nam hay nói cái từ đó ghê luôn tự đó sướng uh, yes. tự sướng nó khác cái chữ tự xử nhưng mà à. nếu như một quý vị nào mà chúng ta biết cái thông tin đó rồi thì em nghĩ là đối với những cái chữ đó rất là bình thường thời điểm này thì chúng ta nên uh, trẻ hay nói. sẵn cái thông tin ngày hôm nay thì uh, xin bên uh, cái show chút xíu là thấy nói uh, có nghĩa là có đôi lúc có những cái chữ mà Chị em chúng tôi dùng ở trong show yeah. à, có nghĩa là à, bị quý vị bắt bẻ hay là nhưng mà thật sự là Lê Thái cũng có một cái ý ý là như thế này. Mấy cái từ đó Lê Thái không không bao giờ mà Lê Thái không biết ấy. mấy cái từ mà từ trước 75 đến ừ. sau 75 Lê Thái biết hết á. Mà tại vì khi mà chúng ta tự động chúng ta đưa ra một cái ý định là chúng ta ngăn trở những cái từ mà mới mới sau này thì chúng ta tự động chúng ta đi can thiệp vào vấn đề là chúng ta mất đi những cái cập nhật cổ, những cái từ ngữ mới của thế giới của giới trẻ ừ. ở việt nam cũng như hoa kỳ của chúng ta hiện nay thì từ điển của hoa kỳ người ta vẫn đang update những cái từ mới vào trong cái dictionary đúng không anh chị ừ. vào trong cái từ điển thì hào, tại sao chúng ta lại tự ngăn cản những cái từ mới đó để mà chúng ta có thể cập nhật tay vì yeah. quý vị vẫn vẫn hiểu lê thái vẫn hiểu như Huyền vẫn hiểu thì chúng ta nên thả lỏng yeah. chút xíu để mà chúng ta tiếp thu những cái từ mới đó đúng, đúng không chị yeah, đúng nó rồi. đâu có gì đâu mà chúng ta nên dẹp bỏ vấn đề chính trị qua đây Yeah. nhưng mà chúng ta nói về vấn đề bản tin quý vị hiểu lê thái hiểu là ok rồi mà dù sao đi chăng nữa là như Huyền của lê thái không chen chính trị vô trong đây thưa dạ, quý vị cho dù dùng từ hay không dùng từ mà có điều là mình dùng cho giới trẻ hiểu hơn tại có những giới trẻ cũng xem chương trình cà phê sáng nữa và cũng dạ. như quý vị à, cảm ơn quý vị rất là nhiều à, đang nói chuyện này thì bây giờ đang nói cái chuyện là quên. selfie sao quên <laughs> selfie là người con người của chúng mình là mình hay selfie mình post lên Facebook rồi rất là nhiều nhưng mà những cái con vật thưa quý vị những cái con thú thì nó như thế nào thì như con tinh tinh con cá heo những cái con vật mà nó cá voi nó tiến hóa uh, thông minh hơn và phát triển cao hơn nó gần như cái thông minh như cái con người rồi thì nó khi nó nhìn vô trong gương nó biết chính mình nhưng có những cái con cá như là nhất là những con cá nhỏ thì nó nhìn vô trong gương đó là nó nổi giận lên nó tưởng là một cái con nào đó để nó tấn công thưa quý vị nhưng vừa nghiên cứu vừa rồi một số loài cá như quý vị thấy ở trong hình là cái loài cá nhỏ ở trong đó đã nhận mình ra trong ảnh và gương cá có thể không hiểu biết về hình ảnh về cái mức độ mà chúng chụp hình từ selfies và trong nghiên cứu mới cho thấy một cái con cá mà gọi là cá cleaner là những con cá sạch đó nó đã nhìn được mình ở trong gương và cái nghiên cứu này được công bố vào trong thứ hai vừa rồi của viện hàng lâm khoa học quốc gia đã thử nghiệm cá sạch kết quả là cái loài cá này có thể sở hữu và tự nhận được mình trong gương và cái động vật như là con tinh tinh như vậy nghiên cứu có sự tham gia của các nhà khoa học từ đại học thành phố Osaka ở Nhật Bản và đại học Newcastle ở Thụy Sĩ họ để cho con cá nhỏ tiếp xúc với hình ảnh chính xác của Nhật những sinh vật trong gương của mình, sau đó đánh dấu những con cá này thì cho thấy nó có nhận ra được hình ảnh của mình hay là không. Thì những con cá này đã vượt qua bài kiểm tra. Nếu mà những con cá nó không vượt qua bài kiểm tra thì nó thấy người trong gương như là nó thấy một cái con vật lạ vậy đó thì nó chạy tới nó tấn công liền. Tuy nhiên những cái con cá sạch nhỏ này đã vượt qua bài kiểm tra mà nó nhìn nhận mình được ở trong gương. Nó thấy khuôn mặt mình trong gương nó bình tĩnh hơn, nó không có nổi giận lên, nó không có hung dữ và nó không có phản ứng còn những nếu sau đó người ta còn thử một cái nữa đó người ta bỏ đầu của một con cá khác vô thì nó lại hung dữ lên và nó lại phản ứng ngay tức khắc thì tổng hợp với những cái hình ảnh khác nhau thì họ mới khám nghiệm được con cá này nó đã nhận dạng được mình ở trong gương như như cũng nói ngay lúc đầu thì những con vật mà nó nhận dạng mình được ở trong gương đó là những loài vườn loài voi châu á cá heo ngựa thì những cái con đó nó nhận dạng được thì bây giờ thêm một cái loài cá nhỏ nữa nó có thể nhận dạng được mình ở trong gương một số người chúng ta đây là chúng ta là người để mà chúng ta nhìn vô dương chúng ta không nhận ra chúng ta cái đó là có vấn đề rồi nha một là sửa nhiều quá đúng không một, một số người thật, thật sự là có như nhau quý vị cầm cái id lên qua hoặc là cầm cái passport qua cửa hải quan hải quan không cho vào hải quan sân bay không cho vào <laughs> yes. bên hoa kỳ chúng ta không cho vào tại vì sao về việt nam đập mặt sửa lại đó quý vị qua đây đưa cái pass vào người ta không có tin <laughs> người ta một số người sửa quá trời đặt nồi đọc rồi trong cơ thể quá nhiều quá đi qua máy soi nó phải kêu xong qua xoay lại giơ tay lên nữa quay vòng vòng đây là những cái thông tin vui thôi lê thái không phải là chúng ta đã, đã kích ai chỉ chết ai cả nhưng mà ừ. ở vấn đề mà làm đẹp là vấn đề bình thường nhưng mà tại vì có những cái trường hợp mà dở khóc dở cười như vậy thì quý vị nào cũng có những cái quý vị chúng ta gặp cái trường hợp đó rồi yes. không phải là do chúng ta thẩm mỹ hoặc là do chúng ta uh, trang điểm quá lúc mà chúng ta làm bashball hoặc là id uh -huh. uh, khi mà chúng ta không trang điểm để mặt mọc thì người ta lại không nhận ra giữ mặt mọc mà mặt, cái mặt đó điểm. xảy ra chứ nhiều lắm luôn thưa quý vị à uh -huh. uh, kính thưa quý vị bản tin cuối trong ngày hôm nay uh, quý vị nào ở việt nam mà chúng ta đã từng đi cà phê chòi không chị như hiện giờ thái lan coi nè <laughs> cà phê chòi là sao là trong cái chòi nhỏ nhỏ cái phải cà phê ở trong cái chòi mà nó che xuống hết nó phủ ngoài cái tấm bảng <laughs> hoặc là cà phê giỏng chưa chưa ở đây á đi lâu có lúc mà đi thì còn trẻ quá dạ, qua trẻ, đây rồi còn trẻ, trẻ quá, quá. Trẻ không có được đi, đi chơi trẻ, mấy chỗ đó Trẻ quá mình đi qua thì mình chơi kiểu khác đó <laughs> <laughs> sao Lê Thái cũng nói được cái chơi quý vị, chị không à nha? ờ cái vấn đề mà cà phê trò thì quý vị nào mà chúng ta nhất là những cái giới mà đàn ông hoặc là thanh niên đó, thì chúng ta hay biết mà những cái quán đó giống như là đi câu cá ở ngoài giống uh, thanh đa bình quế này chẳng hạn thì chúng ta hay chọn những cái quán cà phê mà nó phủ cái mái xuống chúng ta có thể nằm trên võng đông đưa chung với người chúng ta yêu thương <laughs> còn làm gì trong đó thì không có biết <laughs> Vô trò gì gì thì không biết là tháo của bạn tới ngày nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin đó là cái room cà phê thưa quý vị rưng cà phê đây là một trong những cái mô hình hiện nay đang phổ biến ở giới trẻ thưa quý vị và đây là những cái tấm biển trung cà phê mà quý vị thấy á, là gọi là cà phê phòng gần trường đại học Yoshi ở Seoul rất thu hút giới trẻ Hàn Quốc trong những ngày vừa qua và những người không đến đó để uống cà phê hay mà ăn bánh tráng miệng và nhiều cái quán cà phê công khai phục vụ những cái người vị thành niên với giá là khoảng 10 à, 10 10 ngàn won mỗi giờ tương đương là 180 đồng tiền Việt Nam hoặc là khoảng là khoảng chừng 50 đồng tiền Mỹ Kim Ê, khoảng chừng 20 đồng 10 đồng, 10 đồng khoảng 10 đồng tiền 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 Mỹ mình thôi và những cái phòng ở đây ở đây thì nó chưa rộng đến 3.2 mét vuông thưa quý vị có tivi có phòng tắm có vòi sen và cả giường nữa wow. và đây là những cái địa điểm <laughs> cà phê trở thành nơi vượt rào của giới trẻ Hàn Quốc hiện nay để dành cho những cái thiếu niên có thể uống rượu và quan hệ tình dục không bị người lớn cấm cản ngay tại đất nước này và đây là những cái quán thường là người ta ghi danh với hình thức kinh doanh là nhà hàng Khiến cho những cái giới chức, trước, à, giới chức mà ở cảnh sát địa phương cũng như là những người quản lý á, Người ta rất là khó xác định được cái mức độ vi phạm và có thể mà để mà xử phạt Và theo tìm hiểu của cảnh sát So Min Su Quán cà phê này không chỉ dành cho đối tượng học sinh trung học thôi quý vị Nhiều em là học sinh cấp 2 luôn cũng đến đây Và một khảo sát năm 2020 à, 20 của Bộ Bình Đẳng Giới Hàn Quốc có đến là 14% thanh thiếu niên cho biết họ đã từng đến những cái quán cà phê phòng này và thực chất đây là những cái phiên bản khác của những cái tụ điểm giải trí như là multi room là nơi thanh thiếu niên Hàn Quốc có thể thực hiện mong muốn nổi loạn của mình mà không bị người lớn cấm đoán. Và một đạo luật năm 2012 cấm thanh thiếu niên Hàn Quốc vào những cái phòng như thế này để giải trí giống như là phòng DVD hoặc là phòng video, cung cấp màn hình, ghế sofa, giường và những cái phòng liên lẻ từ lâu. Nhưng hiện nay đây là coffee À, đây là room cà phê, đây là một trong những cái hình thức mà gọi là trá hình ở Hàn Quốc hiện nay mà giới trẻ người ta đang đi rất là nhiều vào đây và wow. không có một cái tiêu chuẩn nào để mà xác định mà xử phạt những cái giới trẻ khi mà người ta vào những cái căn phòng này Chị thấy cái phòng này gì quá. quá giống như là đẹp cái motel em ơi, hầu người ta nó chẳng là là khác gì đây, đây là một cái động chẳng khác nào đây là một cái hotel để mà những cái giới trẻ vào đây để làm những cái chuyện có là quan hệ với nhau ân ái với nhau và Uh, dùng cái từ cà phê thì nghe nó nó lóc lém quá thì em nghĩ là đây cũng y chang như cà phê giỏng cà phê chòi <laughs> hay là hay là quán đèn mờ này nó ở việt nam thôi y, wow. y chang yes. nhưng mà chẳng khác nào nhưng mà đây là một cái hình thức gọi là, là nó 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 sang trọng hơn nó đẹp hơn nó thoải mái hơn với giá rất là rẻ 10.000 won tương đương chỉ có 10 mỹ kim của mình thôi có thể vô chúng ta ôm ấp người tình <laughs> rẻ hơn thì... là đi vô hotel em không biết em không biết chị Diễn thường đi thì chị duyên biết hotel khi mà nói tới hotel là mình đi vacation mình go hotel, oh, yeah, yeah. hotel em, em, em tưởng mình. là đi hotel ở đây để kiếm <laughs> <laughs> mà kiếm một đêm đi. Okay, just skin. Đừng có giận nha, nói vậy đúng không? Không sao biết rồi mà, mà giỡn thôi mà. Giỡn thôi thưa quý vị, đây là một thông tin vui trong ngày hôm nay mà Lê Thái và Như Huyền cũng muốn gửi đến quý vị cũng như là chọc vui quý vị trong những ngày cuối tuần mà chúng yes. tôi cũng đây là những trong những cái phòng phát chương trình mà ừ. Lê Thái và Như Huyền lúc nào cũng mong muốn đưa đến quý vị cái niềm vui, nụ cười trong những ngày à, thứ bảy và chủ nhật. À, một lần nữa thì à, chúng tôi cảm ơn quý vị nào đang theo dõi chương trình cũng như là cảm ơn quý vị đã dành thời gian xuyên suốt trong chương trình Cà phê sáng của tuần ngày hôm nay à, theo dõi như Huyền và Lê Thái. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có một ngày chủ nhật thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào thứ bảy tuần sau.